chị để ý giúp em này, em đang dưới này, hôm nay em lại để nó ngoài nhé, chặn nó ngoài, nó ngoài cũng không sao. Xin chào mọi người đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp của thẩm mỹ Dr. D nhá. Hiện tại thì chúng tôi đang ở phòng thăm khám sau và đây là một chị khách hàng thực hiện nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D đến bây giờ là được hơn 10 ngày rồi. Và hôm nay thì chị đến để thăm khám lại. Các bạn điều dưỡng của thẩm mỹ Dr. D thì đang hướng dẫn chị cách mặc áo định hình để mặc ở nhà ấy, để thứ nhất là chị được thoải mái hơn và thứ hai là nó sẽ giúp cho cái vòng một của mình nó được cố định ấy, nó sẽ nhanh về form dáng hơn. Thì tôi đã xin phép ban đầu rồi thì chị đồng ý là sau khi mà mặc áo xong thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị một chút để nghe những cái trải nghiệm của chị sau khi mà chị thực hiện nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại gần hơn với chị nhá, để chúng ta gặp gỡ trò chuyện với chị. Xin chào chị ạ. Hôm nay là mình làm ngực được hơn 10 ngày rồi thì cái cảm giác của chị hiện tại như thế nào? Mình có mệt mỏi hay có đau gì không ạ? Không, đau là hơi kiểu cảm giác mùng ngứa, chắc là nó co giãn lên chỗ vết vết mổ vết khâu, nó hơi ngứa nhẹ thôi, không có gì. Vâng. Nhưng thì cái gì ấy đó, tự tin mà nó không chế được vào đâu. Vâng. Cái lúc đầu ấy thì không biết là ngực của mình như thế nào ạ chị? Ngực của chị trước đây là cũng có một đống dây, cũng là có ngực rồi, nhưng mà kiểu chị tập gym nhiều quá ấy, thế là nó bị teo lại, nó bị nhỏ đi, tập gym nhiều quá thế là bị xuống cân, tụt cân nhanh quá, thế là nó bị nhỏ ngực đi thôi, chứ còn ngực chị là trước đây là có ngực. Có nghĩa là vì là mình bị giảm cân một cách giảm nhanh chóng nhanh quá. Đấy, thì đang 55 cân xuống còn 50 cân nên là ngực của mình nó bị nhỏ đi luôn. Đúng rồi, bởi vì ngực là nó là tập trung mua mỡ rất là nhiều. Đấy. Nếu mà mình xuống cân thì sẽ thấy rõ ngực nó cũng xuống luôn. Đấy, thì vòng bụng ngày xưa là 80 mà tập trong vòng 4 tháng xuống còn có 63 thì là vâng. Chỉ cứ nghĩ là tập như kiểu đàn ông tập gym là nó sẽ to ngực nở ra, nhưng mà thầy sai lầm đấy. Thì nghe bảo đàn ông là cái cơ ngực mà mình là ngực của mình lại là mỡ, thì đâm ra là tập lao vào tập thế là ngực cũng teo lại luôn, ngực teo luôn đấy. Đây không phải là một mình chị đâu mà rất là nhiều chị em phụ nữ nhá suy nghĩ như thế. Cứ nghĩ là ôi đàn ông tập ý thì ngực nó nở nang ra, thì có nghĩa là mình tập thì ngực của mình nó cũng phải to lên, nhưng mà không đúng như thế đâu. Với chị em phụ nữ ý, để cho ngực nó tròn, nó to và nó kiểu sexy ý, thì chỉ có một cách thôi, đấy là mình phải đặt chất liệu túi ngực vào bên trong thì ngực của mình nó mới to, nó mới đẹp được, nó to hẳn lên được đấy. Còn nếu mà càng tập ý thì người nó xuống cân nhanh, nó gầy đi, thì thậm chí là ngực của mình nó còn bé đi nữa. Đấy, đấy. Đấy là không tự tin được, là trông cơ trời vào tập kiểu gì mà ngực càng ngày càng teo đi. Lại phải gọi điện bảo là ta tham khảo nhiều lắm, nói chung chị đi nhiều lắm, chị đi các bệnh viện luôn ấy, nhưng mà cuối cùng rút cuộc lại thì vẫn là quay về với bác sĩ Điền, tin tưởng ở đây. Thế lắm. Trước khi mà đến với cả bác sĩ Điền, trước khi mà nâng ngực thì chị có trao đổi với anh nhà chị không? Có trao đổi cái việc là mình sẽ phẫu thuật với cả anh không ạ? Không ạ. Không. Thế là mình... Nhà chị hiện tại không ai biết cả. Bây giờ thì tất nhiên là chồng chị đã biết rồi. Chị về thì chồng chị biết chứ. Không sợ vào người thì phải biết chứ. Thế xong rồi bây giờ thì anh ấy đã được nhìn thấy cái vòng một mới của chị chưa? Chưa cho xem luôn ạ. Chưa cho xem. Chị mình để bất ngờ đây, nói chung là để lúc nào nó... Chị đi massage nên nó mềm, nó tự nhiên một chút thì chị sẽ cho anh ấy nhìn thấy. Còn bây giờ thì là vẫn giấu ấy, chưa biết gì cả. Chồng chị thì không phản đối gì đâu, chồng chị thích mà. Thích ngực, thích có ngực. Vì trước đấy chị có là ông cũng ấy rồi, nhưng mà cái con chị tập nhiều quá cũng téo thì ông chán, ông nói vâng. Bây giờ thì là được hơn 10 ngày rồi thì hiện tại là nó cũng chưa thể nào mà mềm được, phải từ 3 cho đến 6 tháng đổ ra thì ngực của mình nó mới mềm được. Bây giờ mình mới đặt mà thì cái da của mình nó cũng chưa thể đàn hồi được đấy, nó phải làm quen. Vâng, đẹp lắm, ai cũng khen đấy. Bởi vì cái khe ngực của chị nó khít, bình thường nó đã có khe rồi, đâm ra nó kể cả nằm xuống nó cũng dồn mà nó không bị tách ra này này. Đúng
đúng rồi. Rất là nhiều chị em mà phải tình là trạng chị về lục. Cái là ở đây được 3 ngày 2 đêm thì xong chị về là ngày thứ 5 là chị đã đi làm vận động tay chân nhiều lắm thì là vẫn không thể vấn đề gì nữa. Chị hơi cước gì thôi nhưng mà vẫn đầy lắm. Nên là hôm nay đến mổ tháo cái quăng keo về lại thì vết mổ đẹp lắm. Nói chung là mình hài lòng đúng không chị? Chị hài lòng. Vâng. Thường ý, thì khi mà nâng ngực như vậy thì phải đợi một thời gian thì ngực của mình nó mới bắt đầu nó mềm. Chị và biết. Thậm chí là sau một năm ý, các chị cũng không có cảm giác là mình đặt túi ngực ở bên trong bởi vì chị, nó rất là chị mềm. Họ chị cũng làm đây 3 năm rồi. Nhưng mà trước đây cách đây 3-4 năm thì làm bằng quả giám ấy. Thì mà bây giờ bóp vẫn đẹp lắm mà cô chị không biết là không nhìn ra lại đâu. Đẹp lắm thì đâm ra bảo vào bác sĩ điểm mà làm. Không cần phải đi đâu cả. Và nhưng thẳng mà tất nhiên là chị vẫn đi tham khảo rất nhiều. Vâng. Nhưng mà chị vẫn cuối cùng vẫn phải quay về được. Vâng, nói chung là vẫn thấy tin tưởng hơn đúng không? Thứ nhất là nói thật với em, cái cách bác sĩ Điền từ nói chuyện hoặc này khác là đã thấy nó yên tâm một cách kinh khủng rồi ấy, chứ chị sợ lắm chứ. Xong rồi nhân viên y tá ở đây đấy, người ta này lắm, tư vấn nó làm cho mình cảm giác cái tinh thần của mình nó thoải mái, nó không bị căng thẳng, nó không bị ấy, thì chị thích lắm. Vì cả năm ở đây mấy ngày thì chăm sóc rất là chu đáo, tuyệt vời luôn, nói thật sự luôn. Nếu mà ai mà có ý định mà đi làm ngực thì nên đến bệnh viện Đông Đô ở bác sĩ Điền làm thì thấy yên tâm lắm. Vâng. Rẻ đắt đắt rẻ rẻ thì chị không cần biết, đã làm vào người thì chị không nghĩ về đấy, nhưng mà thấy yên tâm về cái sức khỏe của mình làm xong mà chị không bị làm sao cả, thì là chị yên tâm rồi. Ngực nghiêng thế, ngủ nghiêng, chị nói chung là thoải mái lắm. Về chị vẫn tắm tiếp này, tất nhiên là mình cẩn thận một chút, mình giữ gìn thì nó vẫn đẹp hơn. Mình mua cái băng dán tắm chị ngày nào chỉnh tắm vệ sinh sạch sẽ. Nếu như mà ai hỏi này thì chị có sẵn sàng giới thiệu mọi người đến với cả có thẩm chứ. Mỹ bác sĩ Điền Dr. Điêm có chứ. Sao phải sợ, chị chả sợ gì. Vâng. Gì bây giờ phụ nữ làm đẹp nhiều chứ. Bình thường em bảo người Việt Nam mình thì tắm người chắc chỉ được một người là ngực nguyên bản đẹp của người ta có thôi, chứ còn người làm gì có mời em đẻ điếc rồi nó cũng phải ấy đi chứ. Nó bị xuống cấp đi, nó bị teo đi, nó bị chảy này, rất là nhiều vấn đề chứ luôn. Không phải được đâu, chị đúng rồi. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe chị chia sẻ rồi. Thì bây giờ xin phép chị một chút nhé, là chúng ta sẽ chỉ cần tháo cái băng ở phía trên cái áo định hình thôi, để cho mọi người nhìn thấy cái khe ngực này và cái dáng ngực của chị như thế nào nhé. Đây mọi người xem nhá, đây là ngực của chị khách hàng này. Chị ý là đặt lệch size, một bên là 315 và một bên là 295. Đấy, cái việc mà đặt lệch size như vậy, với những cái trường hợp mà khách hàng là ngực trước ấy, ngực nguyên bản của họ là bị lệch quá nhiều, vì bị lệch quá nhiều nên bác sĩ bắt buộc là phải đặt chênh size đi, để sau khi mà nâng ngực xong thì hai bên ngực nó được bằng nhau này, nó được cân đối với nhau này. Mọi người nhìn hiện tại thì sẽ thấy nhá, khách hàng nâng túi nano chip ergonomic của hãng Motiva đấy, mọi người xem này, đó rất là đẹp đúng không. Đây tôi sẽ cho mọi người xem một chút xíu cái phần phía dưới này để thấy được cái độ khít của ngực nhá. Đấy. Và chị thì mới được có 12 ngày thôi, nên là sẽ vẫn tiếp tục mặc cái áo định hình này, và sẽ mặc trong vòng 4 tuần đầu tiên. Sau đó thì mình bỏ cái áo định hình này ra và mình sẽ mặc những cái áo lót mà không có gọng ấy, những cái áo bra mà chúng ta đi tập thể dục, tập gym ấy, thì chúng ta không có gọng ở phía dưới này. Đấy, nó vẫn đảm bảo ôm được vào cái phần ngực của chúng ta. Bác Điền bảo là chỉ là ngực chỉ, riêng ngực chỉ cần mặc 3 tuần thôi, vì ngực chỉ nó khe, nó khít lắm, không cần thiết phải mặc như mọi người đâu. À thế ạ. Và mặc thật, mặc không cần phải giãn cái này nữa, bởi vì ngực chỉ nó ngực bản chất, ngực chỉ nó cao chứ không phải chảy xệ nữa. Bác sĩ bảo không cần phải nịt cái này đâu mà. Đó. Riêng với cả trường hợp của chị khách hàng này thì bác sĩ đã chỉ định là chỉ cần mặc áo định hình trong 3 tuần thôi mọi người ạ. Còn bình thường là chúng ta sẽ mặc áo định hình trong vòng 4 tuần. Đúng. Đấy. Đó. Thì cái việc này là chúng ta sẽ phải tùy vào trường hợp thực tế nhá. Thì bác sĩ sẽ có những cái chỉ định riêng, chứ không phải là 100% là khách hàng giống nhau đâu. Đấy, còn thông thường thì sẽ mặc 4 tuần mọi người nhá. Đấy, bây giờ tôi sẽ cài lại cho chị này. Đấy. Đó, mọi người nhìn thấy không? Khe rất là khít, hai bên ngực rất là đẹp. Đó, và chúng ta sẽ dán cái này vào. Đấy, cái áo định hình này là mọi người sẽ mặc sau khi mà chúng ta phẫu thuật, mặc luôn sau khi mà chúng ta phẫu thuật xong và đang ở trên bàn phẫu thuật, trên giường phẫu thuật là chúng ta đã mặc cái áo này rồi. Rồi sau đó thì chuyển xuống khu vực hậu phẫu để nằm nghỉ ngơi nhá mọi người. Đó.
Em cảm ơn chị rất là nhiều nha, vì đã sẵn sàng trò chuyện với chia sẻ với cả các bạn. Đấy, thì hiện tại là vòng 1 của mình nó đã rất là đẹp rồi và chỉ cần chờ đợi thôi để nó mềm mại và nó tự nhiên. Đấy, thì hy vọng là nếu trong tương lai mà chị có muốn thực hiện thêm các dịch vụ gì thì chị sẽ quay lại với cả thẩm mỹ Dr. D chị nhá. Ok. Vâng, em cảm ơn chị.